ngày 15 tháng 2 năm 2018, phát hiện ngôi nhà của hai vợ chồng ông Trinh, bà Hồng hơn 3 ngày không mở cửa. Người dân nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên báo công an. Phá cửa vào trong, công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 5 người tử vong với nhiều vết thương trên người. 27 tiếng trong thời khắc chuyển giao năm mới là thời gian thiêng liêng, trong khi mọi người đang sum vầy bên gia đình thì các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự PC45, nay là PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp phải trắng đêm không ngủ, ăn mì tôm qua bữa, dốc toàn lực truy bắt nghi phạm. Kính chào quý vị, đây là chương trình cập nhật thông tin trong nước nổi bật đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị đón xem. Khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 2, tức ngày 30 Tết Nguyên Đán năm 2018, người dân sinh sống ở đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Trinh, bà Hồng trên đường này lâu ngày không mở nên đã gọi cửa. Gọi mãi nhưng vẫn không thấy vợ chồng ông bà trả lời nên nghi ngờ có chuyện chẳng lành và báo với công an địa phương. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân có mặt tiến hành phá cửa thì phát hiện bên trong căn nhà có nhiều vết máu. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an quận Bình Tân đã báo cho công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai của nhiều người thân, hàng xóm, công an đã thu được những manh mối dần hé lộ vụ án sát hại 5 người. Danh tính các nạn nhân được xác định là vợ chồng ông Mai Xuân Trinh sinh năm 1972, bà Mai Thị Hồng sinh năm 1981 cùng quê Thanh Hóa và ba con là Mai Xuân Triệu sinh năm 2005, Mai Huyền Diệu sinh năm 2007, Mai Huyền Diệp sinh năm 2012. Theo công an, ông Trinh tử vong với vết thương ở phần cổ, còn ba người con tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết thương trên người. Riêng bà Hồng được xác định tử vong ngay gần cửa ra vào với nhiều vết thương chí mạng trên người. Tài sản trong ngôi nhà có nhiều xáo trộn, có một số tài sản đã bị mất. Tối cùng ngày nhận tin báo xảy ra sự việc, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc để chỉ đạo công tác nghiệp vụ điều tra phá án. Đồng thời, công an tiến hành trích xuất hình ảnh camera an ninh của khu vực. Công an cũng đã mời làm việc lấy lời khai với nhiều người, trong đó có người thân, hàng xóm của gia đình ông Trinh. Một số người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, cả hai vợ chồng ông Trinh và bà Hồng là người gốc Thanh Hóa. Ngôi nhà của hai vợ chồng cùng con đang sinh sống là nơi sử dụng làm cơ sở gia công máng xối inox. Thường ngày có nhiều nhân viên làm việc tại đây. Cũng theo hàng xóm, chiều 12 tháng 2 năm 2018, tức ngày 27 Tết, gia đình của ông Trinh và bà Hồng có tổ chức tiệc tất niên và có một số nhân viên của cơ sở của ông bà. Sau đó, hai người nhân viên về quê ăn Tết, còn có một người ở lại chung vui cùng gia đình hai vợ chồng ông bà. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2018, tức ngày 28 Tết, hàng xóm không thấy gia đình ông Trinh, bà Hồng mở cửa, nên nghĩ là cả gia đình tất niên xong đã về quê ăn Tết. Đến trưa cùng ngày, mọi người thấy người nhân viên ở lại Tết, mua cà phê về nhà ông Trinh uống. Công an đã tập trung vào chi tiết người nhân viên này của gia đình nạn nhân. Nói về vụ trọng án phát hiện trước giao thừa xuân Mậu Tuất 2018, Thiếu tướng Phan Anh Minh thời kỳ đó đang là Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trưa 30 Tết, khi nhận tin báo người dân và vô căn nhà số 131/48 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, lực lượng công an nghĩ đây là vụ án có một án mạng. Khi con chó bẹt dê hung dữ bị vô hiệu hóa, công an tiếp cận toàn bộ căn nhà, lên gác gỗ và phát hiện thêm 4 tử thi nữa. Vụ án lúc này được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất tương tự như vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở Bình Phước năm 2015 từng rúng động dư luận. Tại sao có người lạ vô nhà, con chó bẹt dê phản ứng dữ dội, phải vô hiệu hóa con chó, công an mới tiếp cận được toàn bộ hiện trường. Trong khi có chó bé xê giữ nhà, kẻ thủ ác vẫn có thể ra tay thảm sát cả gia đình. Những mâu thuẫn bắt đầu được lọc ra, từng dấu hiệu bất bình thường được ghi nhận. Ngày tối giao thừa, khám nghiệm hiện trường đã thu được các dấu vết, vân tay, mẫu máu, ADN. Thêm thông tin của hàng xóm, công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nghi phạm là người quen với gia đình. Thiếu tướng Phan Anh Minh chia sẻ, ngay đêm giao thừa 2018,
Công an thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự C45, nay là C02, Bộ Công an, đã triển khai tất cả các mũi trinh sát đi theo các hướng vạch ra, truy bắt nghi phạm. Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, khó khăn cho việc truy bắt là đối tượng không mang theo giấy tờ tùy thân. Trước đó, đi làm ở các nơi khác, đối tượng không được đăng ký tạm trú và mới chuyển sang làm cho xưởng cơ khí của gia đình ông Mai Xuân Trinh ở số nhà 131/48 đường số 7 mới được hơn một tháng, cũng không đăng ký tạm trú nên không có lai lịch. Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, thời điểm đó đang là trưởng phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, PC02 tập trung tối đa 100% lực lượng tới hiện trường điều tra truy xét. Qua chỉ đạo của Thiếu tướng Phan Anh Minh và Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục C02 Bộ Công an, PC02 và Công an quận Bình Tân đã định hướng được vấn đề, nhận định được thời gian đối tượng gây án. Từ các nguồn thông tin, người quen được xác định là người làm công cho gia đình nạn nhân. Anh ta tên là Nguyễn Hữu Tình, ngụ tỉnh An Giang. Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng đêm 12 rạng sáng 13 tháng 2 năm 2018. Thượng tá Nguyễn Đăng Nam kể, sau đó chúng tôi, PC02 và Công an quận Bình Tân, ngồi lại với nhau, vạch ra các hướng. 3 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán, các anh em vẫn liên lạc với nhau. Đại tá Trần Văn Ngọc, trưởng Công an quận Bình Tân, cho một tổ trinh sát đi An Giang. PC02 cử một tổ đi Long An khẩn cấp. Từ 30 Tết đến chiều mùng 1 Tết, anh em trắng đêm không ngủ, ăn mì tôm, theo sát di biến động của đối tượng. Cùng thời điểm gần giao thừa sang năm 2018, lúc các cảnh sát hình sự định vị được đối tượng, bắt đầu lần theo các đầu mối, thì nghi phạm cũng biết vụ án đã bị phát hiện. Nghi phạm đang ở Tri Tôn, biên giới của tỉnh An Giang, lập tức tắt máy điện thoại đang sử dụng để mất tín hiệu liên lạc và tính toán đường trốn tiếp. C02 phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh, ngay lập tức chốt chặn các cửa khẩu biên giới An Giang, Long An, Tây Ninh, tránh để nghi phạm trốn thoát. Các mũi trinh sát truy đuổi quyết liệt. Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho hay, sáng 16 tháng 2 năm 2018, tức mùng 1 Tết, mọi di biến động của đối tượng được theo sát. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự liên tục cập nhật tình hình, phát hiện nghi phạm ở trong một vườn thanh long rất rộng. Xác định không thể dùng biện pháp thủ công bắt giữ đối tượng giữa vườn thanh long, cảnh sát hình sự tiếp tục phân tích tình hình, đánh giá các khả năng đối tượng lẩn trốn. Rà soát các mối quan hệ, công an phát hiện đối tượng còn có quan hệ ở Long An. Công an đánh giá có khả năng đối tượng sẽ chạy về đây ẩn náu. Đúng như nhận định, khi thấy đối tượng di chuyển về hướng Long An, tất cả các mũi tập trung toàn lực theo sát về hướng đó. 15 giờ chiều ngày 16 tháng 2 năm 2018, khi đối tượng đang ngồi nhậu ở Cần Giuộc, Long An, cảnh sát hình sự ập vào bắt giữ, đưa đối tượng về thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh làm rõ. Kết quả kiểm tra trên người nghi phạm phù hợp với nhận định trước đó và các dấu hiệu ở hiện trường. Cả hai tay đối tượng có các thương tích tương đối nặng do đối tượng sử dụng dao, vật lộn khi gây án và chính đối tượng gây thương tích cho mình. Đối tượng có cướp xe gắn máy của gia đình nạn nhân, sử dụng xe này để trốn. Xét các chứng cứ, cảnh sát đã bắt đúng người, có chứng cứ vững chắc. Thiếu tướng Phan Anh Minh chia sẻ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh kể, khi bắt được nghi phạm, trong lòng tôi và tất cả các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hồ Chí Minh đều phấn khởi. Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho hay, nghe cụm từ bắt được rồi, tất cả chúng tôi vỡ òa ra, nhẹ lòng. Như vậy, toàn bộ thời gian kể từ khi vụ án được phát hiện vào trưa 30 Tết đến khi nghi phạm bị bắt giữ vào chiều mùng 1 Tết là khoảng 27 tiếng. Nghi phạm được xác định lai lịch đầy đủ là Nguyễn Hữu Tình, sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nghi phạm gây án khi vừa bước qua tuổi 18 được hơn 10 ngày. Ban đầu được xác định, Tình sát hại cả gia đình ông Mai Xuân Trinh là do tức giận với cách đối xử la mắng của bà Mai Thị Hồng. Trong quá trình làm việc, sau khi sát hại cả gia đình, Tình còn cướp xe gắn máy, dùng xe này trốn chạy. Chiều tối 16 tháng 2 năm 2018, có mặt trực tiếp tại PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh để thưởng nóng, biểu dương khen thưởng cán bộ chiến sĩ. Lãnh đạo thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Bình Tân và lực lượng hỗ trợ C02 Bộ Công an. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn dõi theo động viên các cán bộ chiến sĩ. Vụ án được khám phá nhanh chóng,
Điều đó thể hiện tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm. Và với chiến công này, người dân càng tin hơn, yêu hơn lực lượng công an nhân dân. Trước cảnh xuyên đêm giao thừa đến tận chiều mùng 1 Tết, cán bộ chiến sĩ hình sự không ăn không ngủ, lăn xả để sớm khám phá ra vụ án. Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói, rất cảm động và biết phần thưởng nóng của thành phố cũng chưa tương xứng với mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của cán bộ chiến sĩ để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tối 16 tháng 2 năm 2018, ở trụ sở PC02, đồng chí lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trân trọng ngồi đợi từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự, thêm từng người một trong bộ thường phục vừa đi xử lý công việc về, để cùng ăn bữa cơm mừng năm mới. Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong tối mùng 1 Tết và từ ngày mùng 2 Tết, cán bộ chiến sĩ hình sự có bữa cơm ngon hơn với gia đình. Ước mong về bữa cơm tưởng chừng như đơn giản với mọi người, song với cảnh sát hình sự, đó là cả một lý tưởng, cả trách nhiệm mà người cảnh sát hình sự phụng sự. Bởi bữa cơm ngon hơn trong dịp Tết của cảnh sát hình sự, đồng nghĩa người dân Thành phố Hồ Chí Minh được đón Tết và có cuộc sống bình yên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin nổi bật tại nhiều khung giờ để phục vụ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.